Tập 12. Anh Kinh Sở. Sao vậy? Không có gì. Em không mệt à? Em không mệt. Anh Kinh Sở, anh mệt rồi sao? Anh vẫn ổn. Thực muốn hôm nay không ngủ. Nếu như vậy, hôm nay có thể không đi qua rồi. Ngốc không vậy? Coi như em không ngủ, hôm nay vẫn đi qua mà thôi. Anh Kinh Sở, có phải hôm nay anh thấy rất nhạt nhẽo không? Không có. Anh rất vui. Vậy anh thấy chuyện gì thú vị nhất? Chuyến du lịch làng quê này thật sự là ý nghĩa, vừa bổ ích lại có thể luyện tập bản thân. Lạ vậy? Sao hả? Em thấy chơi không vui sao? Không, em thấy rất vui. Ở bên cạnh các anh, em nghĩ làm chuyện gì cũng rất thú vị. Nếu mỗi ngày đều có người quan tâm em, ở bên cạnh em thì tốt quá rồi. Lúc về cũng có thể. Anh nói gì? Không có gì. Em biết các anh bận. Yên tâm đi, đợi sau khi em lên đại học, em sẽ có nhiều bạn mới. Như vậy các anh cũng không cần lo cho em như trước nữa. Biết như vậy là tốt. Hy vọng sau khi lên đại học, em có thể để anh bớt lo chút. Yên tâm đi. Đúng thật là. Tiểu giả đang nhầm sô-cô-la, nhưng giờ các tiệm thuốc cưng đều đóng cửa. Chúng ta nên làm sao? Trong nhà có nước oxy già không? Có, lấy một ít. Được. Tiểu dạ sao rồi? Nó nôn ra đỡ rồi. Tim đập cũng ổn định trở lại. Nhưng sức khỏe nó vẫn còn yếu. Tối nay anh sẽ ở lại với nó. Điều tại em bình thường làm việc quá bận, không chăm sóc cho nó tốt. Đừng nói vậy. Tiểu dạ là con chó già rồi, sức khỏe vốn đã yếu. Đừng tự trách mình quá. Trong nhà chắc có bột thuốc dân nam nhỉ? Nhớ thêm nước ấm cho nó nở ra. Duy trì một tuần. Từ giữa bắt đầu cho nó ăn đồ ăn chó đã nở ra. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Cảm ơn anh. Còn khách sáo với anh vậy à? Lúc trước anh cũng từng nuôi một con chó, rất giống nó. Nếu giờ nó vẫn còn, chắc là cũng tương tự với tiểu dạ. Anh từng nuôi chó sao? Khi nào? Lúc anh còn nhỏ. Sau này mẹ anh cho đi rồi. Vì vậy anh mới quan tâm tiểu dạ vậy sao? Có một phần nguyên nhân là vậy. Một phần còn lại anh nghĩ chắc em đã biết. Yên tâm. Mắt sao vậy? Không thoải mái à? Không có. Mai tiếp tục huấn luyện. Sao chứ? Tưởng thi xong là tự do, không ngờ vất vả hơn trước. Không vui gì. Thi đỗ đại học chỉ là bắt đầu. Lừa người. Chú Lưu nói thưởng em, anh cũng nói thưởng em. Kết quả thì sao? Không có gì. Ai nói không có gì? Có sao? Là gì? Anh Kinh Sở, nói đi. Nhỏ mọn. Lúc nhỏ anh biết em không thể đi nơi quá đông người, vậy nên mỗi lần chỉ có thể cùng em xem khu vui chơi trên TV. Nói là Miên Miên, sau này lớn lên rồi nghe lời, anh sẽ đưa em đến khu vui chơi. Nhưng mà anh thấy em như bây giờ chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì em lớn rồi, hơn nữa còn có người. Bạn quan tâm em. Dương Miên Miên, anh có lời muốn nói. Em phải đồng ý với anh. Được, phải đồng ý với anh. Sau khi lên đại học phải học hành nghiêm túc, không được lơ là, phụ sự tin tưởng của cục công an cũng như mọi người. Sau khi lên đại học không được làm hỏng chuyện nữa, được chứ? Anh bảo em đồng ý cái này. Còn có, không được trốn học. Nếu nghỉ học, em hiểu đó. Anh nói rồi, anh không thấy là em học lẹo, phải nghỉ ngơi, không được học. Cũng đúng. Mai để em đi bệnh viện. Vậy mai trên đường tới bệnh viện mua bánh kem được chứ? Được. Vậy mai khám xong đi gấp gấu bông với em được chứ? Được. Vậy nếu em gấp được gấu bông, anh nấu một bữa cho em. Được. Nhưng không quá 3 chuyện yêu cầu cuối đó. Anh chỉ có một yêu cầu. Mai ngoan ngoãn đi bệnh viện. Vâng. Ngốc. Anh mới ngốc. Em thấy phong cảnh bên anh đẹp hơn. Tiểu Dạ, nào. Mỗi lần gặp anh, Tiểu Dạ đều rất nhiệt tình. Nhìn nó có vẻ hồi phục khá tốt rồi. Tôi phải thay Tiểu Dạ nói tiếng cảm ơn anh. Với tôi thì sao phải cảm ơn? Tôi sớm đã coi Tiểu Dạ là người nhà rồi. Mỗi lần anh đều đặc biệt tới thăm Tiểu Dạ. Còn phải đi xa như vậy, rất không dễ dàng. Vì nó có xa hơn cũng đáng. Đi thôi, Tiểu Dạ. Đi nào. Được rồi, không ăn nữa. Đi nào. Quỷ tham ăn. Có phải hơi lạnh không? Nào, khoác áo vào. Nào, đi thôi con. Bên sông phát hiện một thi thể, xin mau chóng tới hiện trường. Người chết chính là tuyển thủ esports biến mất 3 tháng trước, Nam Cung. 3 tháng trước, đội của Nam Cung đã để lỡ mất chức vô địch, dẫn tới mâu thuẫn trong đội. Sau đó chiến đội giải tán. 3 tháng trước, Nam Cung đăng bài thông báo rút khỏi giới ePhone, sau đó mất tích triệt để. Theo miêu tả quản lý đội của họ, Nam Cung rất có khả năng tiêm dài hạn một loại thuốc. Anh là quản lý đội của Nam Cung? Đúng, tôi phụ trách công việc thường ngày của đội. Vậy anh rất rõ động thái của mỗi thành viên, đúng. Nam Cung gần đây có liên hệ với anh không? Từ khi Nam Cung giải nghệ, không liên hệ với tôi nữa. Trước khi giải nghệ, có gì không bình thường không? Nghe nói cậu ấy bất hòa với đội viên nên mới nghỉ thi đấu. Không đâu, Nam Cung tuy rằng thành danh sớm nhưng tính khí rất tốt. Trước đây thua cuộc thi, có thể là hơi sụp đổ, cãi nhau vài câu với đồng đội, nói là muốn nghỉ thi đấu. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy tức giận nhất thời, qua một thời gian là sẽ quay về. Tôi xem tất cả ghi hình thi đấu trước đây của cậu ấy. 2 năm nay cậu ấy chưa từng thua. Đây là thật sao? Đúng. Chuyện này trong giới esports của chúng tôi cũng xem như là một thần thoại. Rất nhiều người chan dở đầu cũng muốn thành đồng đội với cậu ấy. Vì vậy trong đội chúng tôi bây giờ đều là tuyển thủ hàng đầu. Nếu đã là vận động viên, trạng thái sẽ có lúc tốt lúc xấu, sao có thể thắng mãi được? Cậu ấy có từng dùng loại thuốc nào như chất kích thích không? Thông thường thì lúc các đội viên thi đấu, trạng thái đều sẽ có lúc tốt lúc xấu. Nhưng rất kỳ lạ, trạng thái của Nam Cung luôn là tốt nhất. Càng kỳ lạ là bình thường sức khỏe cậu ấy không tốt lắm, hay bị buồn nôn, nôn mửa, thậm chí co giật. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, rất nhanh sẽ hồi phục. Chúng tôi cũng nghi ngờ cậu ấy lạm dụng thuốc, nhưng trước khi thi đấu đều làm một số kiểm tra, cậu ấy không có vấn đề. Cậu ta thường bị buồn nôn, chóng mặt, co giật, nhưng trong thời gian ngắn trạng thái tinh thần lại cực tốt. Đúng, mọi người xem, đây là kết quả kiểm tra của chúng tôi. Chúng tôi phát hiện bình thuốc bên cạnh thi thể, trong bình có tàn dư của thuốc. Thông qua kiểm tra, tình huống nguyên nhân cái chết của Nam Cung rất giống với Trần Minh. Hơn nữa, trong cơ thể họ đều không có tàn dư của thuốc. Bên trong bình thuốc là gì? Cái này chúng tôi phải tiến hành kiểm tra độc lý bước tiếp theo. Sếp Lưu, tôi đề nghị chúng ta điều tra ngầm trước, tạm thời không tuyên bố tin Nam Cung chết ra ngoài, điều tra rõ thông tin về thuốc đã. Được. Những người khác có ý kiến không? Một tin, mau chóng đem báo cáo phân tích thành phần thuốc giao cho chúng tôi. Tới đây, Miên Miên. Chào buổi sáng. Tam Thổ, tới làm gì? Sao vậy? Mới sáng sớm mặc thành thế này, kỳ lạ. Đẹp trai không? Chị Miên, tôi nói cậu nghe, tôi cũng lấy được thông báo trúng tuyển Đại học Nam Kinh rồi. Tối nay bố mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cậu mua cho tôi bộ vest. Còn nói, tôi đi chúc mừng với bạn một chút, hay tối nay chúng ta cùng đi đi. Chúc mừng? Được. Nhưng mà không được, quá ồn ào đó. Biết rồi, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cả pháo hoa. Hay là buổi tối chúng ta cùng nhau ra biển thả pháo hoa đi. Pháo hoa sao? Tôi thích. Đúng rồi Miên Miên, đây là... Anh Thời Khanh, tối nay em rảnh không? Sao thế? Anh muốn chúc mừng cô gái sắp thành sinh viên đại học là em. Chúc mừng? Lúc nào? Đợi em chuẩn bị xong rồi mở cửa là được. Mở cửa? Anh đang ở ngoài cửa sao? Nhìn thấy quà anh tặng cho em chưa? Đợi chút nhé. Váy đẹp quá. Anh hy vọng tối nay có thể nhìn thấy em thật xinh đẹp. Nhưng mà anh Thời Khanh, tối nay em... Không sao Miên Miên, chúng ta hẹn lúc nào cũng được. Được. Vậy anh Thời Khanh tối gặp. Được, tối gặp. Tạm biệt. Tam Thổ, vừa nãy cậu có gì muốn nói với mình à? Đó là tặng cho mình sao? Không phải, không có gì. Mình nhớ ra tối nay còn có chút việc. Hay là chúng ta hẹn hôm khác đi. Mình đi trước đây. Phim được thuyết minh bởi MangoTV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi nhiều vào, không được chơi điện thoại nữa. Bác sĩ Hứa, tăng ca vất vả rồi. Cái này là bánh quy tôi mua cho anh, ngon lắm đó. Tôi phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Xin lỗi, tôi không dùng đồ ngọt. Vậy anh thích ăn gì? Lần sau tôi làm cho anh ăn. Không cần phiền đâu, cảm ơn. Bác sĩ Hứa, anh tan làm xong có thời gian không? Gần đây có một bộ phim kinh dị mới ra rạp. Một mình tôi đi thì sợ lắm. Tôi đã xem bộ phim đó với bạn rồi. Bạn? Là cô gái lần trước tới tìm anh sao? Đúng vậy. Anh với cô ấy có quan hệ gì? Hai người đang tìm hiểu nhau sao? Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Chuyện từ bao giờ vậy? Hai người quen nhau thế nào? Tôi thấy cô ấy thường tới bệnh viện tìm anh. Lúc đó cô ấy theo đuổi anh đúng không? Nhưng trên cá nhân của anh chưa từng đăng gì đến cô ấy mà. Nhất định anh không thích cô ấy. Y tá trưởng đang gọi cô hay sao ấy? Sao tôi không nghe thấy? Bác sĩ Hứa, đừng đánh trống lãng. Anh xem, hai chúng ta cùng song tử. Tôi thấy hai chúng ta hợp nhau lắm. Vậy cô ấy thì sao? Cô ấy làm nghề gì? Thuộc chòm sao nào? Cô ấy... Anh không nói, tôi sẽ xem như vừa nãy anh chỉ lừa tôi. Anh cười ngốc gì vậy? Anh đang cười. Quá ra dáng vẻ em đang ghen cũng đáng yêu lắm. Em còn lâu mới ghen. Vừa rồi là ai đã đứng trước mặt người khác nói là bạn gái anh thế? Lẽ nào anh nghe nhầm? Chắc anh nghe nhầm rồi. Anh có nhân chứng đấy. Anh dám đảm bảo không đến một tiếng cả bệnh viện này đều biết em là bạn gái anh đấy. Đó là vì em muốn giải dây cho anh thôi. Sao lại có người lấy chuyện này ra giải dây chứ? Anh coi là thật đó. Nhưng Mộc Tình này, hôm nay sao em lại đến tìm anh? Không có gì. Có phải em có đồ gì cho anh không? Tặng cho anh à? Đúng vậy. Nhưng vừa rồi em mới nghĩ ra. Không phải anh không thích ăn ngọt sao? Ai nói thế? Chỉ cần là đồ em tặng anh đều thích. Nhưng Mộc Tình này, làm gì có ai tặng bánh quy mà chỉ tặng có 2 cái chứ. Đưa tay anh xem. Tại em sao vậy? Lúc làm bánh bị bỏng đấy. Sao lại không cẩn thận thế chứ? Em thấy hai chúng ta không giống nhau lắm. Em thích đồ ăn ngọt, anh lại không thích. Không thể nói thế được. Chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng mà. Làm gì có điểm tương đồng nào. Nhiều nhất chỉ có hai cái: chơi với tiểu giả và xem phim kinh dị. Ai nói thế? Còn cả ăn cay với đấu kiếm nữa. Cái đó anh cũng tính được sao? Anh có biết đâu. Vì yêu em nên anh thích ăn cay. Hơn nữa bây giờ kỹ thuật đấu kiếm của anh tốt lắm. Lần sau cho em xem. Được. Tạm thời coi hai điểm này của anh đều hợp tiêu chuẩn. Vậy điểm tương đồng cuối cùng thì không dễ tìm đâu. Điểm cuối cùng vừa rồi anh tìm ra được rồi. Là gì? Anh thích em, em cũng thích anh. Vậy có được là tính điểm tương đồng không? Không tính. Vậy được. Vậy xem ra anh vẫn phải tiếp tục cố gắng rồi. Vậy anh cứ tiếp tục đi. Em đi trước đây. Mộc Tình, có thể đợi cùng anh thêm lát nữa không? Đợi gì? Đợi một cơn gió đến. Hôm nay không có gió. Gió sẽ đến thôi. Em có tin không? Năm, bốn, ba, hai. Vậy anh cứ đợi đi. Em đi trước đây. Anh đã nói mà, gió nhất định sẽ đến. Lâm Mộc Tình, em chạy không thoát đâu. Ai nói em muốn chạy chứ? Chị Miên Miên, Tiểu Dân, Tiểu Anh. Chị Miên Miên, lâu lắm chị không tới thăm bọn em rồi. Thấy các em lại lớn lên rồi, có nghe lời không? Bọn em ngoan lắm. Ngoan, về ngồi đợi chị đi. Dạ. Miên Miên, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay em rất đẹp. Anh Thời Khanh, cảm ơn anh chuẩn bị quà cho em. Không cần cảm ơn. Nghi thức trưởng thành của con gái không thể thiếu. Hơn nữa, em xứng đáng có những thứ này. Cô Dương Miên Miên, tôi có thể nhảy với cô không? Em không biết nhảy. Anh chỉ em nhảy. Thấy em cười thì anh yên tâm rồi. Nếu có thể, sau này mỗi ngày đều thấy nụ cười trên gương mặt em. Ngày mai em bị đầu gỗ đó dẫn đi huấn luyện rồi. Ngày nào cũng tập mệt như vậy, thỉnh thoảng nghỉ chút không được sao? Đừng gây áp lực lớn quá cho mình. Nhưng thực ra có thể thấy mệt, em thấy rất hạnh phúc. Nhiều lần em muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng em lại kiên trì tiếp tục. Thì ra em có thể tiến bộ nhanh như vậy. Mọi người lo lắng cho em, cũng sẽ mừng cho sự trưởng thành của em. Miên Miên, em thay đổi rồi. Miên Miên lúc trước chỉ muốn làm chính mình, chẳng bao giờ lo người ta nghĩ gì. Em từng thấy một câu nói, nếu em đang tỏa sáng thì không cần sợ bóng tối. Nếu bản thân em đủ tốt đẹp, vậy tất cả sợ hãi đều có thể bỏ đi. Nên em bắt đầu nuôi hy vọng. Nếu em làm được, em có thể chiến thắng số phận. Chiến thắng số phận cô đơn có thể khiến mình thay đổi. Nên em là anh hùng. Em làm được chuyện không thể làm được, em cũng có thể làm được. Miên Miên, em lớn thật rồi. Đúng rồi, anh còn có thứ này cho em xem. Đây là pháo hoa thuộc về em. Miên Miên, Kinh Sở, cậu đến rồi. Anh Kinh Sở sao lại đến? Đặc biệt gọi tôi tới là xem pháo hoa của hai người bắn sao? Đây là quà tôi chuẩn bị cho Miên Miên. Anh Kinh Sở, anh thấy em hôm nay thế nào? Không thế nào cả. Sao lại không thế nào? Em trang điểm rất lâu đó, không đẹp chút nào. Quà trưởng thành còn chưa kết thúc, sau nhân vật chính đi được. Cô ấy không thích nơi này. Có cô gái nào lại không thích trang điểm như vậy? Lại không thích như vậy. Giày cao gót, váy dạ hội, đây vốn không phải là Miên Miên. Anh chỉ theo thứ anh thích để trang điểm cho cô ấy thôi. Đi.